xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách in đến excel vừa trang giấy A4 ví dụ như đây tôi có một file excel và trong file excel của tôi á nó chứa một bảng dữ liệu và các bảng dữ liệu này của tôi á nó hơi dài theo chiều ngang đó nếu mà tôi in theo cách thông thường á vào file chọn vào print thì lúc này á cái bảng dữ liệu này nó sẽ bị thiếu một cột đó là cột ghi chú và cột ghi chú á nó sẽ dùng qua trang kế tiếp này đây tôi chuyển qua cho các bạn xem này đó ở đây nó dư một cột là ghi chú rồi ở đây tôi muốn là cái bạn dữ liệu này nó hiển thị tất cả các cột mà không thiếu cột nào hết thì ở đây tôi sẽ làm như sau các bạn để ý ở một là no scale này các bạn bấm vào một tên chỉ số sau đó các bạn chúng ta sẽ Chọn vào cái dòng là Fit on column On one page Tức là các bạn chúng ta sẽ in tất cả các cột Trên một trang giấy Đó các bạn chọn vào fit on column này. Đó thì lúc này nó sẽ hiển thị Tất cả các cột trên một trang giấy Rồi nếu như các bạn chúng ta muốn là Hiển thị tất cả các dòng Trên một trang giấy Thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào Fit on round On one page Bởi vì ở đây này có rất là nhiều dòng nếu mà tôi dồn trên một trang giấy á thì nó sẽ bị co lại rất là xấu. Thì ở đây á tôi chỉ là cho tất cả các cột hiển thị trên một trang giấy mà thôi. Nên tôi chỉ chọn là fit on column nha. Còn nếu mà phải xem của bạn á nó chỉ có vài chục dòng thôi, tức là 24-25 dòng. Chỉ bị dồn qua trang thứ hai vài dòng mà thôi. Thì các bạn chọn vào fit on row thì nó sẽ dồn qua một trang nha. Ở đây tôi có rất là nhiều dòng nên tôi chỉ dùng cột thôi, không có dùng dòng nha. Rồi, các bạn lưu ý nha. Sau khi các bạn chúng ta đã dùng tất cả các cột trên một trang rồi. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ Để dạng lề cho trang giấy để khi in ra nó được đẹp nha. Thì ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là Page Up này. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab là Machine này. Sau đó các bạn chúng ta sẽ căn lề cho tờ giấy này. Ở đây tôi sẽ căn lề theo thông số như thế này. Rồi quan trọng nhất là ở đây các bạn chúng ta sẽ tích vào một là horizontal bình thường á nó sẽ nằm ở mép trái này khi tôi tích vào horizontal thì nó sẽ nằm giữa tờ giấy đó các bạn dữ liệu này sẽ nằm giữa tờ giấy nha các bạn chọn vào ok đó như vậy là các bạn chúng ta in ra thì lúc này á nó sẽ vừa trang giấy A4 nha rồi đây là cách đầu tiên còn một cách nữa để các bạn có thể là in vừa trên giá 4 này rồi còn một cách nữa các bạn chúng ta sẽ vào tab là view chọn vào pay print sau đó ở đây các bạn để ý ở các đường xanh này đây là giới hạn của đường in thì in ban đầu á nó chỉ tới cột là điểm tổng kết nghề mà thôi và số dòng á nó chỉ in tới dòng 25 mà thôi bây giờ tôi muốn là hiển thị tất cả các cột trên một trang in thì tôi sẽ ra chuột vào cái đường kẻ xanh xanh giữ chuột trái kéo qua cột ký chú để cho nó in được cột ký chú luôn nha. Rồi xong rồi, thì tôi sẽ chọn vào normal. Thì khi in ra nó sẽ hiển thị tất cả các cột trên một trang giấy. Rồi giả sử như ở đây, tôi chỉ có 26 dòng mà thôi. Đây, tôi sẽ xóa bớt dòng đi. Đó khi tôi in ra này, file chọn vào print. Đó, ở đây nó chỉ hiển thị là 2 3 dòng mà thôi. Còn 3 dòng nữa nó lại dồn qua trang kế tiếp như thế này á rất là phi giấy bây giờ tôi muốn là dồn lên một trang luôn thì ở một là fit on thì tôi sẽ chọn vào fit on row on one bay tức là dồn tất cả các dòng trên một trang này đó nó sẽ co cái bảng lại và nó sẽ dồn lên một trang luôn và lúc này á bạn có thể in ra nha đây một một in ra thì lúc này á file excel nó sẽ hiển thị trên một tờ giấy A4 nha. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách in file Excel vừa trên giấy A4. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.